Điều một, lo sợ về nghề nghiệp. Có người sợ đủ thứ về nghề nghiệp. Thứ nhất là sợ rằng mình không có cơ hội được tuyển dụng đầu vào trong quá trình huấn luyện nghề. Tại Việt Nam các học sinh vất vả hơn so với học sinh ở nước ngoài. Vì ở các nước phương Tây, sau khi tốt nghiệp cấp 3, các cháu học sinh được tuyển thẳng lên đại học, không trải qua kỳ thi tốt nghiệp, không trải qua kỳ thi chuyển cấp. Cơ hội rộng mở đón chào họ. Còn các cháu học sinh tại Việt Nam đậu thi tốt nghiệp rồi phải thi chuyển cấp từ cấp 3 sang đại học. Các trường Việt Nam quá nhỏ, bé, tiện ích không đầy đủ, cho nên tỷ lệ đánh rớt đầu vào đó quá cao. Đã có khoảng 5 năm thầy tổ chức tư vấn mùa thi và luyện thi về phương diện tâm lý, sức khỏe và tâm linh. Thầy thấy rất rõ nỗi lo lắng này ở các bạn trẻ, từ đó dẫn đến nhận thức là học tài thi phận. Bình thường có thể học rất giỏi, nhưng mà đến mùa thi, phạm vi thi cử quá rộng, rồi thiếu định tĩnh, lo lắng, căng thẳng, ức chế tâm lý, cộng với mất ngủ chừng vài ba ngày thôi, thì đến lúc thi đó có thể bị rớt. Đó là chưa nói đến áp lực mà cha mẹ, người thân vô tình tạo ra. Chẳng hạn như có nhiều cha mẹ quá khó tính, nói rằng gia đình chúng ta truyền thống về giáo dục rất cao, ai cũng đỗ đạt thủ khoa. Mùa thi năm nay đó, nếu con không đậu rồi con đánh mất truyền thống cao quý của gia đình. Thực tế thì giới trẻ có bận tâm gì đến truyền thống gia đình gì đâu. Nếu đậu điểm cao thì cũng chẳng có giá trị gì, vì truyền thống gia đình có sẵn rồi. Mà lỡ mà bị rớt một cái là bị đổ hết trách nhiệm, tội lỗi lên đầu mình. Đó là sự thiếu tâm lý trong việc đặt ra các chỉ tiêu. Đặc biệt ở Hàn Quốc á, các bậc cha mẹ thường khuyên con đó, nếu năm nay con thi đậu từ hạng nhất đến hạng 10, ba mẹ cho con giải phẫu thẩm mỹ răng, giải phẫu thẩm mỹ má, rồi giải phẫu thẩm mỹ mắt mí, rồi cho đi du lịch. Vì người Hàn Quốc á, về cấu trúc sinh học cơ thể không đẹp bằng người Việt Nam. Các diễn viên Hàn, ca sĩ Hàn đều phần lớn trải qua giải phẫu thẩm mỹ, không đẹp tự nhiên. Như vậy khi được treo một giải thưởng, đậu thì được tưởng thưởng với danh dự, được ghi nhận. Còn không đậu thì cũng bình thường thôi. Thái độ tâm lý của người được khích lệ trong tình huống này rất thoải mái, không có gì phải lo. Phấn chấn tinh thần nữa là khác. Nên giáo dục hiện đại nó nhấn mạnh đến khích lệ, rất là phù hợp với chủ trương giáo dục của Đức Phật, khích lệ các giá trị hơn là hù dọa. Cho nên các bạn đừng để cho mình phải rơi vào tình trạng đó, tự hù dọa hoặc bị hù dọa bởi những người thân trong tiến trình lập nghiệp. Khi có được kiến thức, sau khi được tuyển dụng đào tạo nghề, cầm tấm bằng trên tay, các bạn phải đi xin nghề nghiệp. Nỗi sợ xuất hiện đó là sợ không được tuyển dụng, tức là bị thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam có khi lên đến 50-60%. Có nhiều người cầm bằng cử nhân mà đi chạy xe đa ôm. Có nhiều kỹ sư
rồi có người là tốt nghiệp thạc sĩ mà lương bổng không bằng người bán nước đá dạo. Nỗi sợ thất nghiệp đó nó làm cho rất nhiều người mệt mỏi lắm. Đang ghi tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ đó khoảng chừng 4-5% thôi. Các nước tiên tiến ở phương Tây đó khống chế tỷ lệ đó trong khoảng 8% trở lại. Lao động thì vinh hoang, lang thang thì không chết đói, vì được hệ thống an sinh xã hội chu cấp. Còn Việt Nam lao động thì cũng chẳng vinh hoang, lang thang thì càng thê thảm, bị bắt đưa vào các cái trung tâm bảo trợ xã hội hết. Thầy đi thuyết giảng trong trung tâm đó nhiều lắm, chẳng có tội lỗi gì hết. Đi lang thang vỉa hè đường phố, một năm thì có những cái ngày quốc lễ thì bị tập kết về. Trong vòng nửa tháng mà người thân liên lạc bảo lãnh về đó thì được về, bằng không thì ở lại tại trung tâm. Có người sống tại đó và chết tại đó. Mà mục đích của chính quyền Việt Nam làm như thế nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về tội phạm. Người lang thang cơ nhỡ rầy rây may đó không ổn định á, chỉ cần một xúi dục hay là kích thích lòng tham thôi có thể phạm pháp. Như vậy cầm tấm bằng trong tay với kiến thức chuẩn, nhưng mà rất nhiều người đã không được tuyển dụng, tiếp tục bị thất nghiệp. Rồi trong quá trình làm thì sợ mình không được thăng quan tiến chức hoặc là bị giáng chức, hoặc là trong quá trình sa thải, tái cấu trúc doanh nghiệp, khi mà doanh nghiệp sáp nhập đó, thì rất nhiều người phải lo rằng là không biết mình có nằm trong danh sách bị giảm biên chế, loại trừ không. Chẳng hạn như chính phủ vừa cho chúng ta thông tin Việt Nam có 93 triệu dân mà công chức nhà nước hết 11 triệu rồi, quá nhiều. Thì chính phủ phải sáp nhập các bộ, giảm bớt đi tất cả các phòng ban mà công việc thực tiễn không có nhiều lắm, để giảm đi tình trạng tăng trưởng nợ công quá cao ở Việt Nam. Như vậy là khi có chức vụ rồi cũng tiếp tục lo sợ bị giáng chức, bị mất chức. Chẳng hạn như ở Đắk Lắk giảm biên chế giáo viên mấy chục ngàn người dư dôi, không biết là công việc làm mình thế nào. Có cô giáo, thầy giáo chạy đến hàng trăm triệu để được giữ lại trong trường học, mà đôi khi tháng lương mình chỉ có 4 triệu đó. Từ đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Bắt buộc phải dạy kèm để thu hồi lại cái vốn mình đầu tư chứ. Tạo ra rất nhiều các bất ổn xã hội. Hoặc là khi đầu tư lập nghiệp, vốn phải vay ngân hàng, các bạn lại tiếp tục sợ hãi rằng sự đầu tư đó không thành công, bị thất bại, khánh tặng tài sản, biết bao nhiêu nỗi lo. Kinh tế thị trường rất là phức tạp, nhất là thị trường chứng khoán, rồi thị trường tài chính ảo dưới nhiều hình thức khác nhau, giao dịch ảo nhưng mà mất tiền thật. Chỉ cần một sơ suất nhỏ về quản trị khủng hoảng truyền thông thôi, các bạn có thể trắng tay và bị sa thải. Như vụ báo chí Hoa Kỳ và Anh có bằng chứng đưa tin rằng Facebook bán thông tin của người sử dụng cho một công ty chuyên phân tích về chính trị, và công ty này sử dụng các dữ liệu đó phục vụ cho cuộc vận động tổng thống của ông Donald Trump, dẫn đến việc ông ấy đắc cử tổng thống. Lập tức trong 2 ngày rưỡi, Facebook đã bị mất 60 tỷ Mỹ Kim trên trường chứng khoán, buộc Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, phải xin lỗi và cam kết khắc phục để đảm bảo được sự an toàn thông tin của người sử dụng.
biết bao nhiêu nỗi sợ hãi đeo bám chúng ta như con trâu bám, xin lỗi, như con trâu bị các con đẻ bám rất dai dẳng, không chịu buông tha. Và tất cả những điều đó làm cho các bạn mất hết hạnh phúc. Thực tập Phật giáo là nghệ thuật giúp cho chúng ta được định tĩnh tâm hồn, có bản lĩnh lớn, sức chịu đựng lớn, luôn luôn có tầm nhìn năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời, làm hết tất cả những gì có thể, làm có phương pháp, kết quả thế nào các bạn quan hệ thế đó, đừng lo lắng. Vì lo lắng chỉ làm cho vấn nạn trở nên tồi tệ, không giải quyết được gì hết á. Các bạn để ý một số khái niệm sau đây trong đầu tư lập nghiệp á. Đầu tiên là effort, tức là nỗ lực, nhưng không giải quyết được vấn đề gì nhiều đâu. Có rất nhiều người chân lắm tay bùn qua năm suốt tháng mà vẫn thiếu nợ. Làm biết thì nói chi nữa ha? Tổng sản lượng một người nông dân Việt Nam làm trong một năm không bằng sản lượng của một công nhân qua Hoa Kỳ và Nhật Bản làm trong một giờ chế tạo xe hơi hoặc là các máy camera. Như vậy cái nỗ lực đó giải quyết được vấn đề gì không? Không nhiều lắm. Nhưng không có đó không được. Vượt lên trên effort thì các bạn phải có method, tức là phương pháp, tức là có kiến thức nền tảng trong lĩnh vực mà các bạn theo đuổi. Nó sẽ giúp cho các bạn rút ngắn được thời gian đầu tư, thời gian gọi là trổ quả, nhưng vẫn chưa đủ. Các bạn cần phải có được skill, là các kỹ năng. Có phương pháp rồi mà không có kỹ năng trên nền tảng phương pháp đó, các bạn cũng không thể thành công. Sau đó các bạn phải nâng mình lên thêm một cấp nữa là professional, tức là chuyên môn hóa, để các bạn có thể trong những cuộc sàng lọc của nền thị trường này đó, các bạn vẫn tiếp tục được chủ hợp tác lao động giữ các bạn lại, vì các bạn mang lại sản lượng kinh tế, hiệu quả kinh tế cho những nơi đó là thuê hoặc sử dụng các bạn. Trước khi cái bùng nổ của kỹ thuật số diễn ra đó, thì khi các bạn trở thành professional là quá đặt yêu cầu rồi. Nhưng mà bây giờ đó, điều đó vẫn chưa đủ. Các bạn cần phải nâng cao lên thành technology, tức là công nghệ, kỹ thuật. Cao hơn nữa là industry, tức là công nghệ. Các bạn có thể so sánh giữa doanh nghiệp và taxi truyền thống Vinasun, Mylin với Grab và Uber. Thì các bạn thấy là nhà đầu tư Vinasun và Mylin á phải bỏ tiền mua xe, bảo hiểm xe, bảo trì xe rất là tốn kém, nhưng mà hiệu quả không cao vì thiếu technology. Còn Grab và Uber chẳng phải đầu tư những thứ đó, sử dụng cái tiền đầu tư của người sở hữu, chỉ cần có một cái phần mềm với cái technology cao mà khách hàng chỉ cần gọi điện thoại báo điểm xuất phát và điểm đến, trong vòng tối đa 5 phút là taxi sẽ đến, tránh được cái tình trạng 20-30 chiếc xe taxi gọi là đua nhau chạy đến cùng một lúc, chiếc nào tới trước thì đón được khách hàng, những chiếc còn lại đó thì tốn xăng mà không có hiệu quả. Như vậy taxi Vinasun và Mylin giàu rất professional nhưng vẫn thua, đầu tư rất tốn tiền vẫn thua, không cải thiện technology là phá sản. Phá sản trước Grab và Uber, hai nhân vật đó gọi là bán công nghệ lẫn cho nhau, bán vốn sổ cho nhau, và chỉ trong vòng vài năm thôi đã trở thành tỷ phú hết. Còn những hãng taxi truyền thống chết một cách không thương tiếc, bằng không là phải thưa kiện tòa án, rồi chơi những cái chiêu truyền thông đủ kiểu hết, cuối cùng cũng dễ chết, chết trước hoặc chết sau thôi. Nước Việt Nam chúng ta đang rơi vào tình trạng đó.
Chúng ta chết trên đống tài nguyên của mình. Chúng ta sở hữu nguồn tài nguyên nhưng mà bán dưới dạng thô, giá rẻ mạt vì thiếu technology. Và người ta mua lại của chúng ta, dùng technology và sử dụng nguồn nhân sự tại địa phương với giá rẻ mạt để bán trên thị trường thế giới với giá rất cao, giá sản phẩm cao cấp. Như vậy, trên mảnh đất quê hương của mình, người Việt Nam tiếp tục làm đầy tớ cho những sở hữu lớn có technology cao. Ngày nay thì chúng ta nghe bàn đến là công nghệ 4.0, Industry 4.0. Sắp tới nó có thể là Industry 5.0, rồi 6.0, 7.0, 8.0. Mà nếu mình không cải thiện để cập nhật thì vĩnh viễn Việt Nam là mảnh đất và người dân sinh ra lớn lên đó bị sử dụng như là công nhân thôi, chứ không trở thành là những nhà lãnh đạo đâu. Như vậy, thay vì lo nỗi sợ vào trong việc làm thế nào được tuyển dụng, đào tạo, rồi thi đậu trong đào tạo nghề nghiệp, rồi sợ thất nghiệp, sợ bị sa thải, sợ bị giáng chức, sợ bị khánh tặng tài sản, sợ khủng hoảng tài chính, thì chúng ta hãy nỗ lực theo một cái chiều, từ nỗ lực đến phương pháp, rồi chuyên môn xong rồi kỹ thuật xong rồi phải là công nghệ, là hết tất cả những gì có thể. Và các bạn cứ hãy để cho tâm mình thư thái, thản nhiên, việc đến đâu thì giải quyết đến đó. Các bạn sẽ vẫy tay chào được với các nỗi sợ hãi không đáng có. Việc đó có làm dễ không? Dĩ nhiên là không, chứ không ai nói ngớ ra hết.